245 triệu các bác nhá. Hôm nay em mới vào được một em Focus Hatchback. Phải nói là cái màu con Focus Hatchback này nó rất là độc ở trên thị trường, chắc là cả Việt Nam có một chiếc này thôi. Thì đây là chiếc Focus Hatchback sản xuất năm 2009, tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì 3 năm trước, nếu bác nào có theo dõi Zalo hoặc theo dõi YouTube của em thì các bác sẽ thấy là em đã từng bán chiếc này rồi. Bởi vì là trước này em bán cho một bác, thì bây giờ sau quá trình sử dụng 3 năm các bác lên đời xe mới thì em lại nhập lại các bác nhé. Focus Hatchback và cái tông màu lõn xanh lõn chuối này thì phải nói là nó là độc nhất Việt Nam rồi. Độc nhất Việt Nam, màu nguyên bản của nhà sản xuất nhé. Và cũng không thể nói là màu nguyên bản của nhà sản xuất được. Thì chiếc xe này là chủ xe khi mà mua mới đã đặt tại hãng sản xuất là đặt màu này. Đấy, đặt màu này luôn các bác nhé. Thì nên là tất cả các sơn xi lòng trong cánh cửa đều được robot sơn, nên là nó như là một chiếc xe màu xịn luôn các bác ạ. Đấy, các bác nhìn chưa? Đây là một chiếc xe màu xanh nõn chuối đã được đặt hàng tại nhà máy, rất là hiếm, độc lạ chứ ở Việt Nam luôn. Thì chiếc xe này là sản xuất năm 2009, máy zin, động cơ 1.8 số tự động. Xe mang phong cách rất là thể thao, các bác nhìn ở trên lốc xe kia có một cái đuôi cá nhìn rất là thể thao luôn. Và cái tầm tiền em đang chào bán là chỉ có 245 triệu thôi các bác nhé. 245 triệu cho một em Focus sản xuất năm 2009, form mới số tự động, bản hatchback 5 cửa. Đấy, mâm đúc đa chấu xương cá nguyên bản của xe, một dàn lốp mới, đã được lắp thêm đuôi cá, đã được lắp cục xòe gương. Đấy, đầy đủ các bác nhé. Và máy zin 1.8 số tự động và cửa tiền hơn 200 triệu đồng thì anh chị mua về để đi lại, đi làm, đi hàng ngày, đi xa nó quá là an tâm luôn. Và cái màu này thì đúng là cho anh chị em phụ nữ đi nó quá là tuyệt vời luôn các bác ạ. Quá là tuyệt vời luôn nhá. Có camera hành trình đầy đủ. Đấy, nội thất màu đen nhá, màu ghi và màu đen, rất là đẹp luôn. Chỉ có 245 triệu đồng thôi. Đây là nút gập gương này. Cái dòng nguyên bản của Focus 2009 này thì nó không có gập gương, thì đã được chủ xe đội mô tô gương và nút gập gương đây. Rất là đẹp luôn. Form dáng cực kỳ là chắc chắn luôn nhá. Để em mở hết cửa các bác xem. Mở hết cửa này. Đây. Form dáng rất là thể thao luôn này. Đấy, đây là 5 cửa các bác nhá. Đấy, cái màu của nó là gì nhá? Đây là cái màu hãng đặt này. Nó như kiểu là xe những chiếc xe bình thường thôi. Đấy, nhưng mà trước nguyên bản của nó, khung gầm của nó là màu phấn hồng. Đấy, chủ xe thì trước khi mua mới tinh năm 2009 thì chủ xe đã đặt là nhà máy sơn cái màu này, chứ không phải là sơn ở ngoài gara đâu các bác nhá. Đấy, em khẳng định luôn, nếu mà các bác thợ đi xem thì cũng chỉ 100% đây là một chiếc xe màu zin rồi. Đấy, các bác nhìn chưa? Màu nó rất đẹp, nhưng còn những chiếc xe mà sơn lại rồi hoặc thay đổi màu thì nhìn phát biết ngay, nhìn nó nhem nhem lắm các bạn. Đấy, thì chiếc này thì nó rất là đẹp. Đấy, hai luồng điều hòa sau, 5 chỗ ngồi, 5 cửa, 4 kính chỉnh điện auto tự động. Đấy, hai túi khí an toàn, 4 bánh phanh ABS, phanh đĩa 4 bánh luôn. Đây, form dáng đẹp chưa các bạn nhìn chưa? Chỉ có 245 triệu đồng thôi. Nếu bác nào quan tâm thì cũng có thể là alo cho em Quang theo số điện thoại là 0358 286 286 MG Quang Auto Chất, hoặc là bác nào thích có nhu cầu muốn đổi xe thì cứ alo cho bên em sẽ nhận đổi của các tất cả các mẫu xe có giá từ 100 cho đến 500 triệu đồng. Đấy, nhận đổi của các bác nhé. Đây, phần đầu của xe đây. Đấy, phần đầu của xe là nguyên bản của xe, đèn vẫn là bóng đèn halogen, chưa độ lên đèn bi nhé. Đấy, ok chưa các bác? Form dáng đẹp chưa? Bao cho bác là không có tai nạn đâm xôi gì nhá, vì là trước này ngày trước em đã mua là mua chính chủ cơ. Đấy, đã ngày trước là mua chính chủ và sử dụng được 3 năm gì đấy, bác lại bán lại nên đời xe mới đổ xe của bên em thì bên em lại nhập lại. Đấy, form dáng rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, trong ảnh em vẫn còn lưu là cái ngày em đi mua xe mà vẫn còn lưu luôn các bác nhé. Đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2023 em sẽ mở cái khoang máy cho các bác cùng xem nhé. Đấy, bác nào quan tâm đến chiếc Focus này thì alo cho em nhé. 14,5 vạn này. Đấy, Focus thì nó chỉ chạy thế thôi, nó không phải là chiếc xe chạy sử dụng dịch vụ taxi, đâm ra là nó rất là ổn luôn. Và cái vấn đề là xăng cộ máy móc hay là gầm bệ đấy, thấy chưa? Xe trang bị AUX này, CD này, FM này, AM này, ok chưa? Điều hòa. Thì cái dòng Focus này thì nếu mà muốn mở lắp cabo thì chúng ta đây là máy ở em Focus nhá, 1.8 số tự động, máy zin. Thì nguyên bản khi mà chưa xuất xưởng ấy thì em nó là màu phấn hồng này. Đấy, đã được chủ xe là đăng ký là đặt sơn cái màu xanh nõn chuối này. Đấy, nguyên bản của em là màu phấn hồng nhá. Đấy, khung sườn là vẫn là cái màu phấn hồng, còn đâu là cái này thì là sơn bắt đầu từ sơn trong ra ngoài là màu lõn chuối. Đấy, máy thì em bao zin cho các bác nhé, máy bao zin.
Máy rất là êm luôn. Động cơ 1.8 số tự động các bác nhá, 1.8 số tự động. Đấy, bao không lỗi cho chiếc Focus hatchback sản xuất năm 2009 này. Đấy, máy số bao nguyên zin. Khô doang luôn. Chiếc xe này thì anh chị về chạy gia đình đi hàng ngày thì nó quá là ổn luôn. Cực kỳ là lành nhá, cực kỳ là lành. Và khỏe nữa, cái dòng Focus này rất là khỏe. Đó. Ok, anh chị nhá. Thì anh chị nào quan tâm đến chiếc Focus sản xuất năm 2009 bản hatchback thể thao này thì alo cho em Quang theo số điện thoại là 0358 286 286, em Di Quang ô tô chất nhé. Đồng thời bác nào muốn có nhu cầu muốn bán xe hoặc muốn đổi xe thì cứ alo cho em. Bên em sẽ nhận đổi cô cát, trao đổi mua bán tất cả các mẫu xe có giá từ 100 cho đến 500 triệu đồng. Đấy, anh chị nào mà nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em Di Quang ô tô chất thì hãy cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà bên em Quang về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Ok các bác.